Trình thế gian nghĩa an bản cổ niên niên vọng trịnh tộc căn nguyên nhật nhật bồi cây có gốc mới trổ cành đơm trái nước có nguồn mới dài rộng bể sông con người có tổ có tông nếu không có tổ thì không có mình chim tung cánh trần nữ hoàng trăm họ gian lao nhớ cầu bách điều quý sao trăm khe ngàn suối dồn vào một sông bằng bạc ngàn thu nhớ câu ẩm thủy nguyên xưa ngọt mà không gốc cơ đồ vững sao thì tiên tổ nghĩ đời đời hương khói nghi trịnh tộc ta
dòng dõi chấp anh ngày này đức tiếng thơm danh. Ngày này đức tiếng thơm danh nhờ ơn tiên tổ cho cành nở hoa chim có tổ như nhà có mái. Cửa nhà nghĩ rằng người ở cung xa lâm hạ giáng quê ta nghĩ xung vầy thăm nơi đây làng xưa xóm cũ chính gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đại mừng vui con dâng văn trọn ý lời văn tròn ý lời những mong nhắn gửi về nơi cội nguồn con dâng mấy khúc văn ca cầu xin tiên tổ lai lâm ý độ trì.
khang. Thái vương thế tổ là đời hai, thánh tổ triệt vương đời thứ ba, văn tổ mỹ vương đời tư, hoàng tổ dương vương vương triều tổ thứ sáu ngôi, hy tổ nhân vương vững vàng, nghiệp tổ con đường nghiệp tổ kỳ cương chính chiều. Phật vương dụ tổ truyền ngôi sau, mỹ tổ ân vương rồi sang thánh tổ thịnh vương chín đời, nghiệp tổ con đường thì vẫn đi. Điện đô vương thứ mười ngồi tổ giữa chính chiều, mở tỏ nhiễu nhường đời mười một, đoan nam vương mười hai, tổ an
dài muôn nẻo những cây vươn, cành lá sum xuê ninh giang đây một miền quê. Là thủy tổ an cư thôn gờ an cư rồi, lạc nghiệp canh xanh nguồn từ trịnh tổ sứ thanh. Bàn tay trái tim đi khối óc bàn tay cơ đồ chỉnh tộc nơi này nở hoa dựng nền móng quê nhà vững chắc cùng xóm thôn đánh giặc giữ làng cùng xây sự nghiệp nghĩa an. Đình chùa sáng ngời tâm phúc nghênh đức ân về đất nghĩa an thôn trên xóm dưới ngập tràn. Niềm vui đoàn kết thân hoàn nghĩa tình dựng quy ước văn minh dòng họ nối niềm vui xóm ngõ gần xa năm đời họ Trịnh chúng ta. Đền thờ lăng mộ an vị ngôi tượng tổ chiết vương cảnh quan văn hóa quê hương.
ơi trăm họ bốn phương tìm về, cùng nghĩa an xây quê đổi mới, cùng an cư hướng tới phồn vinh năm đời. Họ trịnh tâm thành đời năm phát việc nổi danh hiền tài, năm đời họ trịnh tâm thành đời năm phát nghiệp nổi danh hiền tài. Khoa danh tương thế Lê Triều Hầu, đức nghiệp lưu truyền trình thế gia, nghĩa an bản cổ niên niên vòng, trình tộc căn nguyên nhật nhật bồi.